Rồi, hôm nay sư học bài 1.4 nha. Dạ. Rồi, con đọc này coi là gì nè. My heated plate. Ừ, con hiểu này là gì không? À, dạ, con không hiểu. Không hiểu thì mình coi thử mình dịch nó là cái gì. My heated, có nghĩa là sức khỏe, cái đĩa hả? Cái đĩa thức ăn hả? Sức khỏe của tôi nè, đây là sức khỏe của tôi nè. Less là cái đĩa đúng không? Less là đĩa thức ăn có lợi cho sức khỏe đúng không? Nên là cái con ăn gì mà có lợi cho sức khỏe thì hôm nay là học cái này để coi con ăn có lợi cho sức khỏe không nè. Cái đây em bé đây hỏi là gì? What? Eating today. Ai ai? What have I eaten today? Eating today là hôm nay. Tôi ăn gì ạ? Ừ, tôi ăn gì nè? Today. Con đã ăn gì hôm nay đúng không? À, hồi nãy con cần nghe cái từ healthy. Thử nói thế nha. That could do a better job of telling the healthy cells from the disease. It's not really healthy to be in this state all the time. Disease. It's not really healthy to be in this state all the time. And it's, I don't know if it's all that healthy, but it's really fascinating. Healthy. You can become healthy, you can become powerful. Healthy. Can't guarantee that everybody will live a long and healthy life. Healthy cũng được nhưng mà nó nhẹ thôi nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục không? Tiếp tục draw your own. Có phải không nè? Con cứ đọc đi. Thì có place of food for today. Ừ, có nghĩa là gì? Nghĩa là mình vẽ cái một cái đĩa. Đoán như là gì? Một cái đĩa có thức ăn. À, một cái đĩa riêng có thức ăn. For today là gì? Cho ngày hôm nay. À, tức là giống như là con tưởng tượng ra thử là draw cái vẽ một cái đĩa. Lay a food là cái đĩa thức ăn nha. Lay nè. Of food. Lay of food nè. Là cái đĩa thức ăn đúng không? Còn cái chữ au này là cái gì? Riêng. Đây là nghe từ au đi nè. Rồi. Nghe thử up coi thử up up nha. Nè, own, own. 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 Giống như đọc chậm là own nè. Mình đọc nhanh là own. 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 Cái từ này khó đọc không? Khó đọc mình nghe nhiều hơn xíu. Giống như own. 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 Con đọc nhanh không? Đọc chậm là own đúng chưa? Đọc nhanh là own. 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 Giống chưa? Own. Nghe có giống hình ảnh chú nói không? Mấy nói. And their own way. Yeah, we can help them. But we're exploiting that for our own gains, for our own bliss. Yeah. We're exploiting that for our own gains, for our own bliss. Yeah. Who've developed an Internet of Things technology of their own as a portable I. Today grows miserly with first chances to the children of its own. America. Con nghĩ cho con nghe từ draw đi. Draw là con chưa tự tin là con phát âm đúng không? Dạ. I draw with soft pastel, which is dry. Draw này, chọc chậm là draw, chữ cái O này có hai chấm là mình kéo dài. Draw. Draw, đọc nhanh lên. Draw. I like charcoal, but colors. This for her, and she would draw her fingertip. Draw. I also draw on those aesthetic. Draw.
Đọc chậm là the raw, mà đọc nhanh là raw, raw. Yeah. This city aside and draw their cities together. Yeah. Yeah. Okay. Tiếp nha. Draw a stick on pictures of these foods. Cái picture hình như... Con đọc không đúng cho lắm. Okay. Cái này con biết nó là gì chưa? Là cái bức tranh. Ừ. Nhưng mà con phát âm hình như là chưa có chuẩn. Grass Tyson calls the cosmic perspective. We see the big picture. We are. Picture mà nghe nó mạnh lắm để coi mình coi dấu, cái dấu sắc nó phải đó. Dấu sắc nó bên đây hả? Picture. Nghe lại nha. Grass Tyson calls the cosmic perspective. We see the big picture. We are transformed. An individual in the studio drew a version of this picture. He did so reluctantly because it suggested. And as the story goes, my dad saw my mom's picture and picked her out, and he would drive more than. Mấy cái âm đó nó khó này, bữa nào mình mở cái clip của mấy cái cô dạy tiếng Anh để mình học lại cái âm cho nó rõ nha. Giờ mình biết là cái âm nó khó, mình tập lần lần thôi. Crivelli has created an additional space in his picture, somewhere between the. Nó mạnh nha. Picture. This is a really sort of big picture question, but over the years I've heard a number of different. Rồi tiếp nha. Tức là cái này nó nói như là mình vẽ nè, hoặc là mình dán. Mình dán lên những cái bức tranh. Bức tranh up đi. Tức là con giống như bạn này vẽ cái đĩa thức ăn rồi ăn cái gì thì dán lên đây đúng không? Cái hình của thức ăn đúng không? À cái từ này con học rồi nè. Nhưng mà con biết nghĩa nó là gì không? Nghĩa đó hả? Con cũng quên rồi. Ôi trời ơi. Thế con không có ôm flashcard hả? Con đã viết vô flashcard chưa? Dạ con đã viết rồi. Đúng rồi mà quên rồi hả? Con chưa ôm à. Nó là so sánh không phải đối chiếu đâu. Cái ý nghĩa này nó bị sai. Không bị sai rồi. Nó cũng đối chiếu cũng được nhưng mà thường người ta nói là so sánh hơn. Hay dùng so sánh hơn. Rồi. Nhớ chưa? Nhớ chữ này đọc sao chưa? Compare. 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 Cái này đọc cũng đúng rồi đó. Cái này cái từ này là con học rồi đó nha, mà con quên đó nha. Mình ôm thôi nha, ôm nhanh thôi nha. Compare. As a building or a cathedral can compare to that feeling. Bây giờ nghe được chưa? Compare that to today. And due to over. Compare. Tiếp tục đi con. Compare your plate with a plate of healthy food. Healthy food. Tức là mình so sánh cái gì cái của cái gì của con á, cái gì của đó, mình của bạn á, của bạn với cái gì của à, với cái dĩa khác hả? Cái dĩa khác, nó chuyện nào khác cái đâu. Cái dĩa gọi là thức ăn mà tốt, có lợi cho sức khỏe. Đúng không? Theo thì là khỏe đó. Ớp nè. Thức ăn mà tốt cho sức khỏe không? Nè. Thức ăn lành mạnh. Hôm nay là tốt cho sức khỏe đúng chưa? Rồi, tức là giống như cái bài này ý nó nói là con thử vẽ để con ăn cái gì rồi con coi là đối với cái loại thức ăn tốt thì so với coi cục thức ăn của con nó có tốt, có ăn cái giống ăn có ăn cái thức ăn cái loại thức ăn mà tốt cho sức khỏe hay không. Rồi root mình như con đọc thiếu cái âm t ở cuối rồi, không biết từ đó nghĩa là gì không, từ giờ chết đây. Nhưng mà con đọc thiếu âm t nè. Fruit. 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 Yeah.
đọc con phải coi để ý cách đọc nhà vậy này mình thấy con đọc nó bị thiếu một cuối. And their fruit, their shelter, their livestock. On either side, there are garlands of large, heavy fruit. And when we look. Còn cái tờ này con biết không? Làm vegetable, vegetable. Làm người ta rau củ. Vegetable. Tờ này con học chưa vậy? Con học rồi. Rau quả đúng không? Rồi mẹ nghe thử coi con đọc có đúng chưa vậy? Vegetable. 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 So using a vegetable peeler, we're just going to peel it. Mesh, it's nombre. You add the BR. Soap making, such as the ester groups in animal fats and vegetable oils, which are both soap making, such as the ester groups in animal fats and vegetable oils, which are both. Rồi con dịch tử này coi. Trái cây và rau củ. Cái từ này con biết đọc à? Làm. Cái từ này con đọc là gì? Ừ, từ này không biết đọc không à? Con mới thấy cái từ này nó quen với con lắm mà. Come. Come. Đọc theo đi con. Come. Come. Nhớ từ này chưa con? Come. Come. Đi vào. Đến với come to school. A score that no athlete has come very close to since the commission. People come into this field. Come. Này giống chữ ớ nè ông nè con ớ mà âm khờm khâm nè khờ nè khâm khâm vậy thôi đọc đơn giản vậy thôi. From place. Con không biết từ khâm nghĩa gì hả? Đến thôi. Tức là trái cây và đến với tức là là thực vật đó. Đến từ thực vật. Tức là thực vật đó ha. Rồi. They are full of good things for your body. Nghĩa là gì? Làm trong đó chứa những có cái từ nào trong đó đâu? D này là gì? D là food and vegetable nè. Tức là trái cây và rau củ quả thì tất cả. Cái nào tất cả đâu? Full up là gì? Là có rất full up. Đầy. Đầy những điều tốt cho cơ thể của bạn. Đúng rồi, tức là trái cây và rau củ quả thì là có nhiều cái điều tốt. Cái điều tốt, nhiều cái thứ cái sự thứ cái thứ cái điều tốt, thứ tốt cho cơ thể của bạn. Rồi. They do not have too much fat, sugar and này đọc sai nè. Từ này sao thì mẹ tra chứ mẹ có biết đâu. Salt. Nhớ âm cuối nha. Salt. Salt. Nghĩa là muối á con. Đệm đây là muối nè. Muối nè. Fat là fat hay fat vậy ta? Nó là fat hay fat? Fat. Fat. Thì mày dễ mày khỏi nghe kia nha. Yeah. Sugar thì con biết chưa? Dạ con biết là đường. Rồi tức là D có nghĩa là fruit and vegetable á. Rồi tiếp tục D gì? Dịch đi con. Trái cây và rau củ không có rất không có nhiều chất béo. Quá nhiều, chúng mới là quá nhiều chất béo. Đường và muối. Too much of these things is not
Quên rồi hả? Quên thì nghe cho nhớ nha. Healthy, 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 healthy. Nghĩa là gì? Nghĩa too much, nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều. Quá nhiều. Eating, eating có nghĩa là gì? Eating có nghĩa là cái fat, cái sugar, cái son này nè, thì không có tốt mà. Không có tốt. Không có khỏe, tốt cái sức khỏe đó. Rồi. Tức là cái năm nay con cái bài này là những cái fruit and vegetable thì nó là từ thực vật đúng không? Từ thực vật thì tốt cho cơ thể, nó không tốt cơ thể vì nó không có nhiều fat, không có đường, không có muối, được chưa? Rồi cái này là hôm nay học này. Some food and drink are healthy, là một vài cái thực phẩm và đồ uống thì tốt cho sức khỏe. Food and drinks with too much fat, sugar and salt are not healthy. Tức là thực phẩm và đồ uống mà có nhiều, with là có nhiều, quá nhiều chất béo, đường và muối thì không có tốt cho sức khỏe. Rồi tiếp tục là gì con đọc? Drinking lots of water is healthy. Lát con mốt con đọc đói chứ giữ sờ nè, lát sập. Sờ nè, sờ ấp sấp là bình thường, lát ấp nè, lát sập. Tức là uống nhiều nước thì tốt cho cơ thể. Tốt cho thì khỏe đó. Rồi tiếp tục nha, cái bài hôm nay sắp xong rồi, còn một chút xíu thôi. À cái này chắc là ôn bài hả? Check your progress nè. Progress. Vậy con học cái từ mà chị check không biết không? Chị check không biết không? Progress có nghĩa là tiến triển, con kiểm tra coi con học được cái gì rồi đó. Check có nghĩa là kiểm tra không? Đánh dấu à? Check là kiểm tra đó, không phải đánh dấu đâu. Kiểm tra coi cái tiến trình của mình. À nhưng mà con phải nghe cái từ progress này. Em biết có đúng không? Progress. Nhớ dấu sắc ở đầu nha. Progress. Progress. Như tiếng Việt nó còn cái này nó phiên âm nó cho mình đọc nè. Progress. Nè cái chữ này là có thể là bro không? Bro sắc bro. Progress. 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 Được chưa? Hiểu cái cách đọc cái này chưa? Dạ. Nó phiên âm cho mình đọc cho nó dễ. Đâu rồi? But for just as long, progress had been prevented at every turn by the special... Yeah. And the coalition is making progress. Daesh is losing territory in Iraq. And the coalition is making progress. That I think can bring us progress, not just around the world. Now, the site is a work in progress, but it's significant progress because it's... Designed with the now the site is a work in progress, but it's significant progress because it's once in a while it's good to remember the progress. And there are people who are trying to impede progress, and but yeah. We have clearly made progress in reducing. Matt. The mask, mày nghĩ là tên người đúng không? Tên riêng. Từ này con biết không? Dạ không. Không biết đó hả? Thì mình tra. Có nghĩa là thủ thư là người thư là, cái gì là người quản lý thư viện đúng không? Tôi vô thư viện con thấy có cái cô mà cho mượn sách đúng không? Rồi xếp sách lên kệ này kia cho nó gọn gàng thì cô đó là thủ thư đó. Rồi, tức là cái chú này là tên Max nè, là người thủ thư nè, quản lý thư viện á. Is in a model là cái gì đây ta?
nghĩa là gì nhỉ? Mày thấy quen quen. À, tức là đang lộn xộn hả? Trong mớ lộn xộn. Không phải rubber đâu, rub thôi. Some book. Là đặt lại chỗ cũ hay thấy gì? Không phải làm rớt đó con. Rớt, rớt cái gì đó là. Nè, con coi cái này là con sẽ hình dung đây nè. À, giống như giọt nước nó nhỏ ra cũng gọi là rớt đó. Để rớt xuống nè. Làm rớt qua banh là rớt nè. Thấy chưa? Ai mà làm cái gì đó là rớt đó. Yeah. Làm vừa làm rớt làm đổ mấy miếng sách xuống á. Đổ sách xuống á nha. Yeah. Cái này cái từ này nó đọc y chang tiếng à, y chang vậy luôn. Drop. 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 À quên. Librarian hả? Đúng chưa ta? Nè, line nè, con thấy không? Line librarian. Nè. Librarian. Librarian nè, con thấy librarian. Không? Nó y chang tiếng Việt vậy đó. Librarian. 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 Đọc chậm á. Librarian thì con đọc nhanh hơn. Librarian. Mày đọc sai. Librarian. 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 Librarian, librarian. Librarian. Để coi mấy chú đọc nhanh thấy sao nha. Đúng không? Đúng không? It has no librarian to impose order. Librarian. Operating over, but it has no librarian to impose. Librarian. 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 Or if the in a librarian in Nathan Cook. Librarian, I believe that yes, people can always learn. As Michael might have mentioned, I've been a librarian for 15 years, and my mom hasn't been in a library. As well as bartender and librarian. Correctly, but I think Wong, who's the librarian? Librarian. Okay. Rồi. Cái chữ này có đọc không? Mới đầu có đọc không? Dạ đọc. Đọc thử cái gì mình nghĩ khỏi tiếng Anh nha. Nếu mà dễ thì khỏi tiếng Anh. Khó thì quay qua tiếng Anh nha. Of the evening, it was just a massive muddle of languages, but it was. Ready. And so for Plato, we muddle through with defective. Muddle. Yeah. Muddle. 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 Which books? Go on itself. Self. Mình nghĩ con đọc đúng rồi đó. Thử nha. Thì mình đang học nên học đúng chứ lỡ mình đọc sai cái nó quen cái miệng của mình là mình đọc sai miết cái lớn luôn á. God could go on the shelf, but eventually. Có chữ phở say self. Con đang học thì con ráng đọc cho đúng chứ già như mẹ đọc bị sai sửa không được. Mẹ bị sai từ bé nên giờ mẹ sửa không được. Rồi. Tức là chú làm rớt một đống sách đi nè. Thì bây giờ chú đang đào ở đầu này đúng không? Hỏi nè, thắc mắc nè, bây giờ cái quyển sách nào sẽ để vô cái chỗ nào? Tức là sách nào sẽ bỏ trên cái kệ nào, thấy chưa? Rồi. Ủa hết rồi hả? Cái chỗ này nó vậy thôi hả? Giống như cái sách này anh nói về mấy cái này. Rồi cái đây. To local. Local, đúng rồi, này đọc giỏi rồi đó. Environment. Đây đọc được rồi, không có local nữa mà local. Environment. Là có hai cái ở đây nè, here là đây nè, có hai cái môi trường đúng không? Môi trường nội tại, môi trường địa phương gì nè. Cái này là một cái môi trường này là gì con? Cái này giống như sa mạc hả? Phần này là giống như là nơi mà có nước cái đó đúng không? Rồi. À này dễ ẹt. Tiếp đi con. Which animals like live in each environment.
Tức là cái con nào này ở dưới một đám dưới đây là con nào thì sống trong môi trường một, con nào thì sống trong môi trường hai, hiểu không? Con này có gì vậy? Con này là con mày giống con trồn gì bữa trước học Vinh học cái vậy? Con cày. Bữa trước em Vinh học đó là cái con gì mà quên rồi ta? Con gì hỏi em Vinh biết, em Vinh biết không? Khi em Vinh ra thử em Vinh biết con này không? Ủa nó không dịch luôn xuống rồi. Hỏi em Vinh thử em Vinh biết con này không? Khi em Vinh ra. Em Bin đó, em Bin, em Bin, em Bin. Bin ơi giúp mẹ coi con này có gì vậy con? Con này có gì? Con này có gì, Bin nhớ không? Con lá cá. Vậy lá cá hả? Con cài. À con cài. Chú ơi con cài. Phải không con? Mẹ nhớ cái con cày mà nó đứng được đây. Thử nha. Chị mới nhớ đấy. Là con gì nè? Đây nè. Mẹ coi luôn Wiki. Trời, what the hell? Trồn đất. Nó còn có tên nào khác không? Trùng đất. Đúng rồi, cái con nó đứng trên hai cái chân này nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Trùng đất châu Phi. Được chưa? Rồi. Rồi, con này thì trong cái quiz environment là cái nào? Con này ở đây, cái này ở sắp của châu Phi nè. Là đâu, vô đâu? Vô đây, vô đây, ở châu Phi làm gì có nước à? Vô đây hả? Nhưng mà nó sắp ở châu Phi này ra. Thì ý mẹ hỏi là trong hai cái môi trường này thì con chỉ nó vô đâu? Con này vô đây đâu? Chắc vô đây. Hả? Mẹ nghĩ cái con này nó trong hang á, nó không phải... Mẹ nhớ nó ở trong cái hang đó, nó có một bầy ở trong hang luôn đây này. Đây này, nó ở trong hang đó. Đây này, con thấy dưới hang nó chui lên không? Yeah. Nó không phải sống trong nước đâu, con gái ơi. Đất nè, mà ở dưới nước nè. Này là chắc chắn ở dưới nước con biết rồi. Con này là chắc chắn con biết nè, đúng không? Này ở đâu? Cái này ở nước chứ à? Con này gì vậy? Con frog. Con này? Ờ, chắc là con tắc kè. Mình tra thử coi nó phải tắc kè không vậy? Sa dông, sa dông, sa dông là con sa dông thôi. Chứ còn hỏi sa dông là con gì? Sa dông là con sa dông. Sa dông là em này. Em này là sa dông. Nó giống chắc là dòng họ của tất kè. Snake này chắc mẹ nghĩ chắc con này sống với sa mạc quá. Thì dưới nước cũng có rắn nữa. Hay là nó sống được hai bên nhỉ? Maybe nó sống được hai bên. Con này con biết đọc không? Scorpion. À, mẹ nghĩ con đọc đúng rồi đó. Mà con biết, con biết viết không nhỉ? Con đi, biết viết rồi. Để đây cho con ôm nhớ nha. Đọc thử nha. Để con đọc giống không nha. He passed scorpion people. À, mình nghe đọc đúng rồi đó. Rồi, con này con biết không? Dạ con biết. The dragonfly. Biết biết luôn không? Dạ con biết chứ, biết. Biết biết luôn hả? Thì mẹ khỏi đưa vô nha. Theo con này đó con đọc được á. Ồ, đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Camel, không phải là camel, camel. Kind of artistic. Mà cái nào gần gần đi. As I told you, right. You know, Our Lady of Mount Carmel on 115th Street, that was my uncle. Trời, sao vậy? On the side, the Starbucks employee wrote what she ordered, a caramel frappuccino. But instead of scrolling... Cheap, but she was shearing in Carmel.
His... Ôi trời, cái này cô đọc Camel luôn nè. Cái này do cái tên, để coi cái bài này coi. Cheap, but she was shearing in Carmel. Mình nghĩ chắc à, tên riêng nó biết hoa nè chứ. It was the new look. Biết hoa vậy. Remember? Carmel, San Carlos Bar. Chắc tên riêng đọc thành Camel. Ô, còn nữa à? Đi tưởng hết rồi. Tiếp tục con. Con gà sống ở trên cạn. Can you match? Cái này nè. Con. Là mình ghi tên à? Con đọc đi rồi mình giải thích. Can you match it out there? A dead animal with its young. Hiểu không? Dạ con không hiểu. Không hiểu suy nghĩ thử rồi. Mẹ nghĩ là con suy nghĩ thì con sẽ hiểu. Suy nghĩ chút xíu. With young nè. A dead là cái gì? Con lớn nè. Chứ con bé nè. Đúng không? Bé con lớn nè. Match nghĩa là gì? Làm giải nè. Match là làm cho nó khớp lại á. Tức là trong cái đám này là trong hình này con nào là con bé, con nào là lúc trưởng thành. À, con biết. Hiểu chưa? Dạ. Thì con gà nó sẽ với con gì? Con gà con. Gà con tiếng Anh là gì nhỉ? Gà con tiếng Anh là chick. Chick. Không. Còn con... Con báo. Con báo tiếng Anh là gì? Báo con hả? Chita tiếng Anh hả? Báo con. Báo con hả? Con không biết. Thì cũng không biết. Chắc là baby chita. Con này... Cái này là con không biết. Ừ, có thể nào là khác không vậy? Khác hả? Khác là con bê con á, không biết. Thì không chắc. Này. Cái con nằm nọc, còn con nằm nọc là con cũng không biết tiếng Anh. Ừ, thôi từ từ mình sẽ học sao. Yeah. Rồi. Which of these foods are healthy food? Ừ, con đọc được rồi đó hay chưa? Mình đọc lần lần nó quen thôi. Cái là nó hỏi trong cái đám này nè, cái nào là healthy food. Nãy mình nói là cái nào là healthy food nhá không? Là rau củ. Đúng rồi, rau củ rồi. Và fruit. Trái cây thì trong này mình thấy rau củ đâu? Rau củ. Đây nè, đây chữ A nè. Rồi à. Cái này sugar là không tốt này đúng không? Cái này có phải rau trái cây không? À, quả trái cây này con. Mẹ bóng tay giúp con này được. Tô chữ này. Đây. Cũng không rõ lắm. Nghĩ đây cái cây nè. Cái hai cây đó. Với lại cái quả gì đó. Còn đây là cái gì ạ? Đây thì mẹ cũng không biết luôn. Chắc là đồ của nước ngoài nó không quen cái với mình. Cái jam nó có tốt không? Jam thì nó có nhiều đường. Mứt đó con. Mứt con thấy ngọt ngay không? Yeah. Đây chấm nước ngọt quá ha. À cái này là cũng thực vật này con. Rice á. Cơm á. Cơm là từ lúa. Ừ. Thì nó cũng tốt. Chưa. Cái này là cái này hamburger à? Hamburger thì làm gì có đồ ăn bùi được. Hamburger chắc là nhiều. Con cá thì sao nhỉ? Cá thì mẹ thấy thường cá nó cũng tốt cho sức khỏe. Tốt. Tự nhiên á. Rồi. Ok. Hôm nay con học xong rồi đó. Rồi hôm nay nó có cũng nhiều từ ở Nhê Xu nha. Nhiều từ đó chút mẹ in ra rồi rồi mai con viết vô flashcard nghe đây. Hôm nay con cả 2, 4 rồi nha con gái. Rồi kết thúc nha. Cũng thôi.